Mừng quá, hôm nay Trường Dương đến được chùa Ân Trác chắc rồi cả nhà. Mấy ngày, từ ngày tập tới giờ Trường Dương không vô ghi hình được cả nhà. Hôm nay thì trời không có mưa ha, Trường Dương vô đây ghi hình cho cả nhà xem luôn ha. Băng ghe, băng Ân Trác chắc. Mấy ngày nay Trường Dương lộn lên lộn xuống cái đường Long Phú này hoài luôn cả nhà. Lên ghi hình mấy anh em tập ha. Thì hôm nay Trường Dương đến được băng Ân Trác chắc ha, để Trường Dương ghi hình cho cả nhà xem. Mấy anh em mới tập hiệp đầu rồi cả nhà. Vài ngày nữa chắc là cỡ hết tuần này ghe xuống cả nhà, ghe xuống tập luôn á, tại vì gần cái ngày thi đấu á. Nhận động viên cũng nhiều hết cả nhà. Mới hiệp đầu nha cả nhà. Vậy là xong hiệp rồi cả nhà, Trường Dương vô gần nửa hiệp. Thì bây giờ các vận động viên đang ngồi nghỉ mệt chút xíu nha cả nhà. Rồi chút xíu tập hiệp 2 ha. Anh em đang tập, đang nghỉ mệt rồi cả nhà. Thì anh em đang nghỉ mệt thì Trường Dương ra phía sau ghi hình chiếc ghe ngo cho cả nhà xem nữa ha. Thì vài bữa sẽ hạ thủy ha cả nhà ha. Ghe ngo rất là đẹp ha. Ghe ngo này thì Trường Dương đã ghi hình rồi, thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi cả nhà. Trong khi anh em chờ đợi anh em tập tiếp thì Trường Dương ghi hình một dòng ghe ngo cho cả nhà xem ha. Ghe rất là đẹp. Ghe này thì lúc trước Trường Dương cũng đã lại ghi hình rồi. Ghe rất là đẹp rồi cả nhà. Thì vài ngày nữa ghe sẽ hạ thủy ha. Cần câu màu đen ha. Hoa văn rất là đẹp luôn cả nhà. Đây trầu ghe ha. Cặp mắt đẹp lắm cả nhà. Gắn nè. Ở đây tập 4 giờ rưỡi. Bơi được vòng bây giờ này cũng muốn tối rồi cả nhà. Thì chỗ này nữa hạ thủy xuống đường này kìa cả nhà. Hạ thủy xuống đường này ha. Ghê rất là đẹp. Rồi.
Đây gắn nè. Dù lên rồi hết trơn ha cả nhà ha. Chuẩn bị sẵn sàng ha. Hoa văn giữa. Hoa văn giữa rất là đẹp luôn. Lá ha, lá bồ đề ha cả nhà ha. Cần câu màu đen. Cái cần câu bóng lưỡng luôn. Cần câu bóng lưỡng luôn mà bự thiệt bự luôn cả nhà. Cần câu này bự lắm. Đây, cái răng này cả nhà. Đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Cái cần câu này cả nhà. Đen quyền luôn ha. Rồi hoa văn phía sau cực kỳ đẹp. Rồi ghi hình một vòng chiếc ghe cho cả nhà xem. Bây giờ Trần Dương tiếp tục ghi hình anh em tập vợt nha cả nhà. Thì mấy ngày anh em tập vợt Trần Dương không được ghi hình này. Nói xuống hoài mà xuống không được, trời mưa hoài cả nhà. Ghe nào Trần Dương đi được thì Trần Dương đi chứ. Mấy bạn yêu cầu thì Trần Dương cũng muốn đi lắm á, nhưng mà không có thời gian á cả nhà. Nếu mà em nào anh em nào thông cảm á, tại vì Trần Dương không có thời gian để đi hết cả nhà. Thì đi được lúc nào thì Trần Dương ghi hình lúc đó cho cả nhà xem. Bây giờ thì xin mời cả nhà trở lại với anh em tập vợt ha. Bây giờ trở lại với anh em tập vợt nha cả nhà. Không khí ở đây rất là đông vui á. Nói chung là ghe nào cũng vậy. Chỗ nào có tập vợt ghe ngon là chỗ đó rất là đông vui. Thì anh em tập này là đợt 2 nha cả nhà. YouTube con. YouTube. Con có coi YouTube không? À, vô kênh Trường Dương coi. Rồi. Cảm ơn con. Đúng rồi. Để chuẩn bị thi đấu ha. Đúng rồi. Với sằng ke. Đúng không? Với sằng ke luôn đúng không? Sàn tre nè, chùa mới nè, rồi cái gì nữa, tích dây, mấy anh này ngồi trên bờ con. Bơi đều đều đó nè, chưa có ha. Hết hết nha. Nhiều quá mà nhiều quá. Cái ăn con khé hết hết. Chắc là chú có mỗi hết hết. Hết nhỏ rồi.
Có mấy đứa nhỏ ngồi coi nè. Chiều mới thì sáng chú có quay rồi, chú quay chú còn đang dựng phim ở nhà chưa xong nữa kìa, chú đang dựng phim ở nhà đó kìa. Anh Hà nó chơi game vậy hả? Vậy là hai hiệp rồi cả nhà ha. Giờ mấy anh em lại tiếp tục nghỉ mệt chút xíu tập tiếp ha. Thì sáng giờ Trường Dương cũng chạy lên chạy xuống đường Long Phú này mấy lần, hôm qua cũng vậy. Chạy hôm qua thì ghi hình tức ray, sáng này thì ghi hình băng hợp cháp thơm mây, chiều thì Trường Dương ghi hình băng hợp cháp chắc. Tại vì ở đây thì Trường Dương chưa ghi hình lần nào ha. Hôm nay thì Trường Dương ghi hình cho cả nhà xem ha. Hôm nay Trường Dương lại thì mới có 1 cây còi, bây giờ được 2 cây luôn à. Thì xưa anh em lại cũng đầy đủ ha. Ở đây tập rất là đông vui ha. Thôi bây giờ Trường Dương xuống ghi hình chút xíu cho cả nhà xem thôi ha. Đội ghe ngôi chùa Phan Người Chấp Chắc ghi hình cho cả nhà xem, với ghi hình ghe ngôi cho cả nhà xem. Bây giờ thì Trường Dương xin kết thúc video. Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ha. Khi nào ghe ngôi hạ thủy thì Trường Dương đến đây ghi hình cho cả nhà xem. Bây giờ Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.